cứ bay đi đi là cắt rồi để đi. Hello là mọi người, sau đây là nho mẫu đơn 51 ngày tuổi, sau khi cành nặng một cắt cành, cái chùm rất là bự này, nó gai không này, nhưng mà để gì là nó không lớn, thứ hai là không đạt chất lượng, thứ ba là nó không tập trung để phát triển trái, vì thế mình tỉa ra bớt, dễ chăm sóc là có bị sâu bọ chen vào, thứ hai là tập trung nuôi cái trái lớn, mình chú ý nha, tỉa trái nằm ở trong lại, nó trong ngoài, thưa thưa ra là được, nhớ thật kéo mà. Dạng dạng gì nè, thưa thưa gì nè là được, ví dụ như chùm đây nè, đây chùm đây chắc là dài đúng không, tàn tàn mấy luôn, cũng nó dày như vậy á, mà mình tỉa cho nó thưa cái đây nè, rồi xong giờ bữa trái nó to lên là bự gấp đôi gấp ba lần là vậy là vừa, để nó khỏi chặt và không phát triển được đó, cái đây cũng còn cái đây nè, nên là tỉa luôn cái đây luôn, nó tỉa luôn cái đây dính luôn. Rồi, được. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Chúc mọi người thành công. Nếu ai muốn trồng nho cảnh thì đây mình cũng có lập nho cảnh để tết bán. Có gì đăng ký mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin mừng một đăng ký và một thả tim nha. Bye bye.